ông, đám cưới bên đó có đông khách không? Cái ông này sao hôm nay kỳ vậy cà? Ôi chàng đất ơi, còn có mấy con khô để chịu ăn cơm thôi đó. Chịu ăn thì nuôi cái khác. Nhưng có còn nữa đâu mà nướng. Không có thì ăn cũng không. Sáng giờ ông uống bên đám cưới chưa đã hay sao mà về đây còn uống nữa? Bên ta đãi bia không à? Người ta giàu lắm người ta đãi bia không à? Không có đã bằng uống rượu. Dạ tía má. Mày đi đâu về đó? Dạ con chạy ra ngoài ruộng con hái mớ rau muống nè, về luộc chấm khâu quẹt ăn á tía. Thời buổi này đẻ con gái thiệt là có phước ghê á. Nó lấy chồng nước ngoài, nó gửi tiền về báo hiếu cho cha mẹ. Giống nhà ông Thiết nè, nhà bà Mén nè. Nhà ta có con gái thấy mắc ham. Nhà mình nè, con đứa gái không nhờ được cái giống gì hết. Ông nói vậy sao được, con người ta ai cũng có số, đâu có phải ai muốn lấy chồng xa là cũng được đâu. Số là do mình chọn nè. Bà nhìn hết đi, nguyên cái xóm này nè, 10 nhà hết 8 nhà có con gái lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc rồi. Chọn đâu không chọn, chọn ngay cái thằng mắt ma, nhiều sơ nhiều sắc, chịu nổi không tía? Anh ơi. Anh. Dạ chào hai bác. Giọng cái thứ không ưa sao gặp hoài à. Sẵn đây tôi báo cho cậu biết luôn, từ đây trở đi nha, đừng bao giờ tới gặp con gái tôi nữa nha. Bác. Tía, tía. Nhà tôi nghèo lắm. Bác đừng có bận tâm. Con không có nghĩ gì đâu, bác đừng có nghĩ gì nha. Con không bận tôi bận, tôi nghèo lắm. Tại nhà tôi nghèo, tôi sợ gả con cho những người nghèo khổ lắm. Tôi muốn con gái tôi lấy chồng khá giả cho sướng cái tâm thần nó. Thưa bác, con hứa, con hứa sẽ làm kiếm thật nhiều tiền để con lo cho em Hạnh nè bác. Con gái tôi đâu có chờ tới ngày đó. Mà tới cái ngày đó thì tôi cũng đã chết rồi. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu ở đây nữa. Tôi muốn cậu đi về. Bây giờ cậu đi về không? Bác. Anh đi về giùm em. Đi về đi mà. Anh đi đi. Tôi bắt con về. Cái thứ ly. Tao làm như vậy á, chỉ vì mày thôi, muốn sướng cho tâm thần của mày thôi. Mày nhìn tao cái gì? Mày đi đâu nữa? Con đi luộc mớ rau. Ông đó, ép dậu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên. Chuyện của tụi nhỏ thì ông để tụi nó tự quyết định đi. Nó là con tôi, nó phải nghe lời tôi. Bà cũng vậy nữa, bà cũng phải nghe lời tôi. Sùm quá à. Trời, ăn nhậu nữa chứ. Chị Tám, ngồi đi chị Tám. Ngồi đi mày. Chị Tám ngồi chị Tám. Sao? Tiền bạc của tôi làm sao? Hai vợ chồng tính làm sao đây? Mượn xong rồi á, tiền vốn, tiền lời cũng không nói năng gì hết trơn hết trọi à. Chị Tám. Ăn nhậu, hay quá ha. Chị Tám thông cảm đi chị Tám. Ráng cho tôi vài ngày nữa đi. Tôi làm có tiền tôi gửi cho Tám liền. Không có được đâu. Tiền của tôi á, là tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là tiền ở không. Hỏi xong rồi á, các em ru hà. Chị Tám thông cảm cho. Vừa rồi á, mùa màng thất bát quá à. Vợ chồng tôi cũng thâm thục, cho nên đâu có tiền để trả cho chị. Chị cho tôi vài bữa nữa tôi đi vay nợ, rồi vợ chồng tôi trả cho chị. Lúc qua hỏi thì ngọt ngào lắm, giờ trả thì lèo nhèo. Tôi cho mấy người thêm một tuần nữa, nếu mà không có thì đừng có trách tôi đó. Nè, nhà có con gái làm gì? Kêu nó đi lấy chồng nước ngoài đi, xong rồi á lấy tiền về trả nợ. Đúng rồi đó. Nó nói đúng đó. Nhà có con gái để làm gì? Kiếm thằng Đài Loan nào á, gả đi rồi lấy tiền trả cho tôi. Tôi cho mấy người thêm một tuần lễ nữa đó. Không có tiền trả tôi á thì đừng có trách tôi. Không có là tôi cào nhà đó. Dạ dạ, chị Tám. Dạ, về. Chị Tám về. Về. Ông đó, cứ ngồi đó uống hoài hả? Ông nghĩ cách gì kiếm tiền đi. Thấy không, người ta lại chửi mắng kìa. Còn cách gì đâu mà kiếm. Thì ông đi tìm cái gì để mà làm đi, để mà có tiền trả nợ người ta. Suốt ngày cứ uống rượu hoài thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ người ta chứ. Gan quá ha. Bữa nay mà dám nói nặng với tôi hả? Mình
dám nói nặng với tôi hả? Đứng lại không? Bà dám nói nặng với tôi hả? Ghê quá ha. Ông. Cái gì? Phải công nhận nha, bà Chính á, bà có phước. Có phước thì sao? Cái con hoa hồng, con của bà á, nó xấu, xấu banh nhà lòng luôn vậy đó ông. Không có xứng đáng với cái tên của nó. Vậy đó mà nó lấy chồng giàu. Trời ơi, đại đám cưới ông thấy không? Lớn quá trời lớn luôn á. Mà vàng đeo khúc 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 á, nhìn chảy đứt miếng luôn đó ông. Chồng nó ở đâu? Chồng nó ở Đài Loan. Vậy à? Ờ. Ê, mà công nhận nha ông, bà có hai đứa con gái ha, con hoa lan với con hoa hồng, toàn là hoa không mà đứa nào cũng xấu quá à. Vậy mà có phước, con hoa lan á, nó lấy chồng Hàn Quốc đi rồi. Rồi bây giờ tới phiên con hoa hồng lấy chồng Đài Loan, mai mốt cũng đi nữa, có phải sướng không? Bà đừng có thấy vậy mà ham. Nhiều đứa qua xứ người mới biết được cái số phận của mình, hiểu không? Ôi, tôi nói thiệt với ông nha, tôi không biết á, nó qua xứ người làm sao. Chứ tôi thấy nó ở xứ này nè, nó làm cho cha mẹ nó rạng rỡ lên, làm cho cha mẹ hãnh diện. Còn muốn gì nữa, tôi còn cầu được vậy nữa. Ông. Gì? Bây giờ á, xứ của mình á, người ta gả cho Hàn Quốc với Đài Loan rồi. Mình phải chơi cao hơn, mình phải cho con gái mình á, lấy chồng Mỹ. Trời. Ừ, ông đó, bạn của ông á, bạn chí cốt của ông á, ông Bảy đó, kêu ổng á, giới thiệu cho người nào mà giàu giàu để làm ma cho con gái mình đi. Thôi đi bà ơi. Sao thôi? Để tôi nói cho bà nghe, tôi có muốn vậy đâu. Tôi rất sợ sau này người ta nói mình là ham Việt Kiều là tôi ngại lắm á. Ông ngại cái gì? Ông sợ mang tiếng hả? Tôi nói thiệt á, vì con á, tôi mang nhục á tôi cũng làm nữa. Đi, kêu bạn giới thiệu đi. Bà nói hay quá. Bà cũng có ông anh ở bên Mỹ đó, rồi mấy đứa cháu đó, sao bà không nhờ họ đi? Sao biết không nhờ? Có nhờ rồi. Kêu ảnh giới thiệu cậu nào giàu giàu để gả cho con gái mình. Trời ơi, nghĩ sao? Kiếm cho cái thằng đánh cá ở ngoài biển á, quanh năm suốt tháng ở ngoài biển á, rồi á, có lần hả, biển hay sóng thần gì đó ập một cái là trắng tay. Lấy vậy lấy về làm gì, nuôi chứ làm cái gì? Bà ơi, bà đu dây điện cao quá rồi đó. Bởi vậy con người của ông á, tối ngày cứ có cái nghĩ vậy hoài, dậm chân tại chỗ hoài, lạc hậu á, không thể nào mà tiến được hết á. Chứ tôi nói cho bà nghe nè, bây giờ nè, vợ chồng là cái chuyện duyên phận, là cái chuyện duyên nợ, chứ không phải muốn là được đâu bà. Thôi ông ơi, bây giờ á, giàu là trên hết, có tiền là trên hết ông ơi. Con gái mình đẹp mà, thì mình có quyền gả cho nó vô chỗ giàu sang. Đó 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 đó, cũng vì bà nghĩ như vậy đó hả? Cho nên con bà nó mới học theo bà, nó mới đu dây điện cao giống như bà. Bye bye tía má. Dừng lại. Dạ. Đi đâu rồi? Dạ đi chơi. Đó thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy gì? Bà thấy năng nói chuyện với tôi chưa? Đó 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 đó, là do bà chiều nó quá đi, nó hư rồi thấy chưa? Thời buổi bây giờ hiện đại văn minh mà. Ừ thì ít ra mình biết lý do của nó đi chơi là được rồi. Ông phóng khoáng chút xíu đi. Tôi nói cho bà nghe nè, cái gì nên học thì nên học, cái gì nên làm thì nên làm. Bà chiều nó quá điếc nó hư đó bà. Ông bắt cười quá à, cái gì cũng đổ thừa tôi à. Bộ mình tôi đẻ ra hả, không có phần hồn của ông hả? Nói chuyện với bà một hồi cục tức tôi nó trào lên đó bà. Vậy thì nói chuyện với đầu gói đi, cục tức khỏi trào. Kỳ cục. Ê, nãy giờ thằng cha nó cứ nhìn mày hoài hả? Tao biết điều đó. Nhưng mà mày biết cỡ thằng cha thì không có cửa rồi. Đúng rồi, con gái tụi mình bây giờ phải có giá chứ mày. Đẹp như mày á, ai mà lại đi quê mấy thằng nghèo như vậy, đúng không? Ừ. Ê, mà con Hạnh nó thờ thiệt đó nha. Đẹp như nó thiếu gì thằng muốn quen, mà lại đi quê cái thằng nghèo y chang như là nó vậy đó. Ê, cái xe này đẹp quá em. Ờ, anh đứng xích vô đi cho anh ta chạy. Ủa, sao tới trễ vậy mày? Sáng giờ tao bận đi coi mắt. Ở đâu? Ờ thì người Quảng Châu. Tụi mày á, cũng nên tìm món ngon mà lấy đi. Gái khôn á, thì phải lấy chồng giàu, lấy mấy thằng nghèo ở xóm thì khổ cả đời. Vậy mày định khi nào cưới? Nếu thuận lợi thì tháng sau cưới. Nhanh vậy đó hả? Tất nhiên rồi, món ngon mà phải gấp chứ. Tính tiền bà chủ ơi. Dạ. Bao nhiêu vậy em?
Chị, ở ngoài kia có chuyện gì vậy chị? Đâu có gì đâu, bà Mai á, bà dắt mấy ông nước ngoài coi mắt mấy nhỏ trong xóm mình đó. Đứa nào mà đẹp á là được chọn, sung sướng rồi. Anh tây nghèo thiệt, nhưng cái tiền nước của mấy em anh tính hết cho mấy em rồi đó. Anh về nha. Mày thấy ghê chưa? Út. Dạ. Hết khách hàng chưa cưng? Mệt quá à. Dạ hết rồi chị. Ừ vậy dọn dẹp đi rồi đóng cửa tiệm luôn. À mà chị, công nhận á, tay chân người nước ngoài á to ghê ha. Ai như mình á nhỏ xíu xíu, dễ làm hơn. Con nhỏ này thì người ta người nước ngoài cũng giống mình thôi, có điều họ cao to hơn mình. Tại vì em mới vô làm nên chưa có quen, cứ làm từ từ rồi cũng quen à. Dạ. À Dung đâu rồi? Ủa chứ không phải chị Dung nói xin chị về sớm hả? Ờ chị về quên nha. Bye. Dạ chào chị. Dạ. Bye em. Mai đến sớm nha. Ok. Hế chết cha, bữa nay sinh nhật ông nhà chồng chị. Trời chết rồi, 7 giờ rồi, chị phải về gấp không thôi cũng cằn nhằn chị. Ờ nó nghe nè, em dọn dẹp xong rồi nhớ khóa cửa tiệm giùm chị nha. Chị đi nha, bye bye cưng. Dạ. Tội nghiệp ghê, chị tôi tối ngày tất bật công việc rồi còn phải chịu ông bà già chồng nữa. Ở Mỹ này mà còn có chuyện này nữa hả? Khó hiểu ghê. Trời ơi, mày làm gì ở ngoài này vậy? Tao tới nhà mày, tao hỏi má mày, má mày nói mày ra ngoài. Tao biết mày ở đây, tao mới ra đây nè. Ê, cái tao mặc đồ đẹp không? Ê, sao bữa nay mặc đồ đẹp quá vậy? Căn bộ và Kiều dắt tao mua đồ đó. Thấy đẹp không? À, mày nè. Sao? Mày có chuyện gì hả? Thì hôm nay á tao tìm mày á cũng là có dịp tao báo tin cho mày biết á là tao sắp lấy chồng rồi. Ủa, ê, vậy là mày sắp lấy anh Trung hả? Trời ơi, anh Trung làm gì có cửa với tao. Tao lấy anh chồng Đài Loan đó. Cái gì? Mày lấy chồng Đài Loan hả? Ờ. Thì bây giờ phải lấy chứ làm sao. Mà mày không thấy con gái sớm mình hả? Giờ nó lấy chồng Đài Loan hết rồi. Cỡ tao với mày á, giờ mà không lo lấy mày mốt ế đó. Mày nói quá à. Bây giờ ông lấy chồng thì mày mốt lấy chồng. Tụi mình còn trẻ quá mà, có gì đâu mà mày sợ ế chứ. Không có đâu nha. Tao nghĩ là mày thích lấy chồng Đài Loan á thì có. Bởi vậy á, không ai hiểu tao bằng mày hết trơn á. Lấy chồng Đài Loan đi cho nó sướng. Rồi sao? Mấy anh trai làng á theo mày quá trời luôn. Giờ tính bỏ người ta luôn á hả? Ôi, mấy thằng đó bỏ đi. Nhìn con trai sớm mình coi. Nói thiệt nha, chẳng được điểm nào hết. Vừa nghèo nè, vừa xấu, mà lại vừa dơ nữa. Làm sao mà xứng với tao với mày được? Mày nghĩ coi. Lấy chồng nước ngoài cho sướng cái thân nè. Có xe bốn bánh đi nè. Đó, mày thấy không? Nhìn con gái sớm mình coi. Đứa nào cũng đua nhau lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc nè. Mà hả, còn mang một mớ tiền về cho gia đình nữa. À, tao nhớ rồi nè. Mày nhớ con Thư Bầu không? Nhớ. Trời ơi, mày nhìn nó có được điểm gì không? Trời ơi, người gì mà như cái lu vậy đó. Mà cũng được người ta hốt. Mày thấy không? Như tao với mày hả? Đầy người hốt. Tao không biết mày nghĩ gì nữa. Tao thấy mấy ông Đài Loan chỉ mới quen thôi à. Làm sao mà mày biết mấy ổng sao? Chứ lấy nhau về, một khi đã là vợ chồng á thì phải biết yêu thương lẫn nhau, rồi phải hiểu tính nhau thì mới sống lâu bền được chứ. Thì lấy về từ từ hiểu. Ngày xưa cha mẹ tao á lấy về cũng đã hiểu nhau đâu, mà lấy về cũng yêu thương nhau đó thôi. Nhưng mà tao nghĩ nha, thà mình lấy ông đó còn hơn là lấy mấy thằng con trai sớm mình á, chẳng lo được cho mình đâu. Nè, muốn kêu nước gì không? Tao kêu cho. Thôi để tao uống ly nước của mày cũng được. Mà hả, tao khuyên mày thật á nha, đừng có nên lấy mấy thằng cha sớm mình. Nếu như lấy mấy ổng về, tao thấy phí cuộc đời mình mà lại khổ cái thân, rồi không lo gì cho ba má mình được hết á. Thông. Dạ, chào anh Thông. Anh ơi, anh nói chuyện với Hạnh nha. Em xin phép về trước nha. Mình về trước nha.
Em tới lâu chưa? Em tới nãy giờ rồi. Sao anh tới trễ quá vậy? Anh bận công chuyện. Nói thiệt cho em á hả? Con Phượng này á, nếu mà nó là con trai, anh đập nó từ lâu rồi. Sao vậy? Lấy chồng thì lấy chồng đi, mắc em lấy theo. Vậy mà còn chê con trai xứ mình nghèo này nghèo nọ nữa. Bực bội. Em đâu có như vậy đâu mà anh lo. Nè, hôm qua anh đi anh chạy xe cho giữa trái cây người ta, cái người ta biếu anh. Hôm nay cái anh lấy cái này anh biếu cho ba mẹ em, đặng lấy thảo. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Ba mẹ em cũng như ba mẹ anh thôi mà. Cái này cho tí má thôi hả? Không cho em hả? Có chứ. Thì ăn chung luôn. Cái thằng này giờ này còn chưa tới nữa. Ủa, anh ngóng ai vậy? À, thằng bạn anh. Ờ. Nó mượn cái xe của anh mà đi đến giờ này chưa tới nữa. Thiệt tình, lần sau không cho mượn nữa đâu. Thôi, mình đợi chút đi. Không được, kìa nó tới kìa. Sao lâu quá vậy mày? Xin lỗi nha, tại bận chút công việc. Thằng quỷ, lần sau tao không cho mày mượn xe nữa đâu. Em ăn đi. Ăn đi. Mày nha, lần sau mà đợi vậy tao không cho mày mượn xe nữa đâu. Xin lỗi mày nha, tao biết rồi. Tao đợi được, không đợi cho Hạnh đợi được đâu. Hạnh, Trung nhờ Hạnh mang bịch này gửi cho Phượng giùm Trung nha. Mày đem đưa cho nó đi. Khổ nhờ. Nhờ làm gì? Tại hôm qua nay tao gọi Phượng không được, không biết giận tao gì luôn nữa. Nó lấy chồng Đài Loan rồi, giận gì giận. Hả? Sao nói vậy? Cái gì? Lấy chồng hả? Em nói nghe nè. Hay không ấy á, cái bịch trái cây này nè, anh trực tiếp đưa cho Phượng đi, rồi có gì hai người nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Ủa, hai người nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Mày gặp nó đi rồi mày biết. Anh... Là sao? Thì gặp đi rồi nói chuyện rồi biết. Đi anh. Mày á. Nè, đi đâu vậy? Gặp đi rồi nói chuyện. Nè, tự nhiên bỏ con giữa chợ vậy? Nói đầu phải nói đuôi chứ. Nè, không có đuôi đầu gì hết. À quên, mày trả tiền nước giùm tao nha. Ê, rồi tao biết tiền Phượng ở đâu. Mày qua Đài Loan mày kiếm nó đi. Kỳ vậy ta. Trời ơi, đợi mấy anh đợi lâu quá à. Xin lỗi mấy anh nha. Nè, em dắt mấy em tới nè. Đó. Thôi nè, mấy đứa khoan vô chỗ ngồi đã. Mấy đứa đi thử vòng cho chị con coi. Dạ. Rồi, đi vòng coi. Đó, mấy anh thấy thì sao? Đó, đẹp không? Rồi, mấy em vô chỗ ngồi giúp chị đi. Dạ. Hả? Vô chỗ ngồi đi em. Đó, đâu, em. Dạ. Ra điên vòng giống ảnh coi. Đó. Dễ thương không? Rồi đi về chỗ ngồi đi. Dạ. Dạ. Ý là ổng chịu em đó. Em đi theo nha. Dạ. Nhớ phục vụ ảnh cho chị. Dạ. Chiều ảnh cho chị nghe không? Dạ em biết rồi. Em. Dạ. Ra đây. Em điên vòng cho mấy ảnh coi. Hủ len à. Hủ len. Rồi. Vậy anh đi. Em theo ảnh. Dạ chị. Nhanh lên em. Rồi em qua đây. Dạ. Đi một vòng đi em. Đó. Wow. Thấy chưa? Hảo à. Tao nói ơi, em này dễ thương lắm đó. Đi ha. Đi em. Phục vụ mấy ảnh cho tốt nghe không? Rồi em. Đi tiếp em. Chắc tiêu rồi đó. Ngủ lên đi. Đó, theo ảnh đi cưng. Ôi ôi, nghe nói đâu á, mấy người này qua đây á để tìm gặp bạn gái á. Nếu được á thì đám cưới luôn, rồi xong qua bển luôn đó. Ủa vậy hả? Nè, bà thấy mấy người nước ngoài không? Tôi dạ. Mà còn trẻ, tôi nhào vô luôn á. Bà nói bậy không à. Nè,
Mà sao bà có con gái mà bà không gả cho người nước ngoài luôn đi? Trời ơi, biết đâu đổi đời làm sao. Nhưng mà tôi không biết nó có chịu hay không nữa. Chịu hay không là do mình, thấy không? Bà phải về bà giải thích, bà nói cho nó hiểu. Nó mà chịu hả? Ta nói bà ngồi trên đống vàng luôn đó. Vậy sao? Ủa, nhìn thấy thích ghê á. Người ơi mau về đây, về bên biển hồng, tay cầm tay, cười lên chàng chưa tươi làng môi, nhớ vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng dài kề dài, và nghe câu hát xuôi đời ai, hát mãi sao không nguôi. Trời ơi, công nhận nghĩ sao vậy? Mua cái này về, tưởng mua cái này về tí không hát, ai về mua cái này về tí hát còn nhiều hơn bình thường nữa. Trời ơi, nó làm mình mất hứng hết trơn à. Tí hỏi con chứ mua này về để làm gì, để hát? Hát mà con thấy không, cảnh đồng quê của người ta đẹp. Ê, như vậy vậy mới về hứng hát mới hay được. Hello, chứ con chào mọi người. Ủa, dạ còn con nữa, con gái con lứa gì không chịu ở nhà phụ lo bếp gì hết, mọi cái mày để cho anh ba mày làm không à? Trời ơi, đâu có sao đâu, tía cũng làm quen rồi. Đâu có sao cái gì? Tía ngày hôm nay con phát hiện nha, ngồi hát kế má mặt đỏ nghe. Thằng Daddy à, đừng có la con nữa, con nấu ăn không mấy ăn được đâu. Là lạ gì gì đó đi ở nhà tiếng Việt nghe chưa? Đến đi, đến đi, tao cho đi luôn vợ. Dạ, tía má cũng mới về. Ủa, ờ, mới về hả con? Rảnh quá đừng ngồi hát hoài ha. Hay lắm con. Coi kìa, cảnh quê hương vậy là hứng khởi, trời hay lắm. Nè, nữa có chuyện nói với con đó. Ê, tía nói chuyện gì vậy, liên quan tới anh không? Chuyện đó anh còn phải hỏi hả? Ba thấy không, nhạc hay ha. Vậy anh lên thay đồ nha. Đi. Thưa tía má. Ừ. Hả? Rồi, đi luôn vậy đó hả? Dạ. Ừ, kìa, Nhung nó về kìa. Thưa tía, thưa má. Thưa tía, thưa má. Dạ anh ba. Thưa ngồi nào. Đi, ngồi đi. Ờ, tụi con thấy không, cảnh quê hương của mình á, nhớ nhà muốn chết luôn à. Qua. Thôi tía, 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 tía. Bây giờ con thấy á, gia đình mình về đông đủ hết rồi. Mình chuẩn bị khai tiệc đi. Rồi, chờ tí chút xíu, còn mấy người bạn của tía lát qua mình nhập tiệc luôn. Hay à, con? Thôi bây giờ vậy, con nhiệm vụ hồi đó và nội trợ tía biết rồi. Bây giờ tía ngồi nói chuyện với gia đình Dung đi. À, để con ra con coi con sắp xếp rồi bạn tía vô mình khai cuộc. Ông qua đây là quý lắm rồi đó. Ôi, wow. Anh Bảy ngon quá. Oh, anh Tư mới xin qua. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới trễ chút xíu. Anh Bảy ơi, à, nhân dịp sinh nhật của anh, tôi có món quà muốn tặng anh. Tại vì á là tôi hiểu anh, cho nên tôi phải có món quà đặc biệt mới được. Anh đừng có bày đặt nghe. Đâu có gì đâu. Chơi là vui rồi. Trời. Tôi bảo đảm là anh nhìn cái này là anh phải rưng rưng nước mắt à. Biết cái gì không? Chợ nổi miền Tây chính gốc đó. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi, đây tôi miền Tây chính gốc đây. Đúng, đúng là số 1 luôn nha. Dạ, à, số 1 con chào cả nhà. Tía. Hả? Tía ơi, con tặng cho tía hộp yến đây nè. Con chúc tía lúc nào cũng khỏe mạnh, sống vui vẻ với con cháu nha. Lúc nào cũng cường tráng nha tía. Cường tráng hả? Coi con nó thương ba nó dữ không cậu Năm? Tía cũng cảm ơn con nha. Dạ, vậy thôi con để bên đây nha. Đây, 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 đây. Để anh. Cảm ơn anh. Dạ, để con chào cả nhà. Anh hai. Con hả? Dạ. Tía, anh hai xuống rồi, giờ mình ăn đi tía. Rồi. À, để con phụ cho tay. Thôi được rồi, để trời, cái này đi vô ngồi đi. Vô ngồi đi, đi con. Dạ. Anh hai. Trong nhà này bếp trưởng là để mình. Cho anh ba hãy à nha. Dạ. Xin phép tôi được tuyên bố. Thứ nhất là cảm ơn anh Năm với lại anh Tư. Dạ. Sau đó thì tía cũng cảm ơn cả nhà đã cực khổ tổ chức cho tía bữa tiệc ngày hôm nay. Vui lắm. Thành ra thôi thì
Tía cũng xin chúc sức khỏe cậu Năm với anh Tư với toàn thể cả nhà hết nha. Sức khỏe nghe không, như ý nghe không, rồi hạnh phúc nghe không. Rồi với tuyên bố là bữa tiệc bắt đầu. Ê, hôm nay sinh nhật tía mà anh quên. Anh mà nhớ cái gì, anh suốt ngày cứ nhớ cái laptop của anh không à. Thì anh làm việc mà. Chắc anh làm với cô nào thì có chứ làm gì. Nhỏ này lúc nào cũng. Thôi ăn đi, đói bụng quá. Quà đâu? Có biết sinh nhật đâu quà. Không có quà khỏi ăn. Ăn đi quà sao. Em dạ thưa tía. Gì con? Ủa? Hết hồn hồ anh. Mày làm hết hồn mày. Dạ dạ không có gì. Trước khi nhập tiệc con xin phép hát bài Happy Birthday. Chỉ vậy thôi á. Trời ơi. Trời ơi. Đúng không con. Bỏ ra liền. Rồi mời mọi người ăn nha. Dạ mời. Dạ mời mọi người. Chà ngon quá ha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ đây. Thằng này nó đói bụng rồi. Thành ra nó hát lẹ quá trời luôn à. Bưng cơm đi em. Anh Tư này cũng ngộ nha. Người ta hát birthday là người ta hát lúc cắt bánh. Anh chơi vậy là anh được đớp bồ hả? Vậy chứ sao. Cơm đây cơm đây. Dời qua chút đi anh. Cảm ơn mình nghe. Trời ơi nghĩ sao á. Đồ ăn á tao cũng làm. Bây giờ dọn tao cũng dọn nữa. Thì em dọn phụ với anh nè. Còn gì nữa. Chứ mày nghĩ sao. Ủa rồi anh không dọn. Sao anh hai không chịu dọn. Trời ơi anh hai quá à. Ổng dọn rồi. Ai đi làm gì mỏng. Thôi để tao dọn luôn cho. Thì đó. Anh ghen quá à. Dọn lại đi. Một tay thôi. Một tay thôi. Nè thấy chưa mày. Ừ chỉ nhắc nhở thế thôi. Mỗi cái con nhỏ này dễ sợ luôn. Cái gì vậy bé hai. Cái gì mà về nhà mặc cho ủ một đống với ai ăn hết của vậy. Mấy đứa bạn của con á. Tụi con qua con Hồng á má. Đứa nào á nó cũng đi xe tay ga hết rồi. Còn có mình con đi xe số hoài. Quê gần chết luôn á. Vậy đó hả. Vậy muốn đổi xe chứ gì. Được đợi đi. Đợi khi nào má trúng số độc đắc á. Má đổi xe cho mày. Trời ơi. Biết chừng nào má mới trúng số. Chắc tới Tết Congo luôn quá. Ủa vậy chứ làm gì ra tiền. Tiền á là tía mày giữ hết cho má có giữ đâu. Còn không đi xin tía đi. Sao mà con dám xin tía. Mày không dám xin làm sao cho dám xin. Thiệt tình. Má. Má. Mẹ ác lắm bé hai. Sao má. Trước không kêu sao không kêu. Mày nhầm tao uống nước là mày kêu. Bữa nào tao sặc cái tao chết là mày mồ côi mẹ đó. Trời ơi con vô tình thôi mà. Chứ con đâu có cố ý gì đâu. Má làm kêu quá cái gì à. Má là quá làm con quên mất tiêu con định nói gì rồi. Thì thôi mệt quá à. Chừng nào nhớ đi thì nói bà nội. Mệt thiệt á. Má con nhớ rồi má. Má trời ơi sao má nhạy cảm quá hả. Cái gì. Má điện thoại qua bên Mỹ á. Má xin tiền cậu Tư đổi xe cho con đi má. Ờ ha. Dạ. Ê mày thông minh à. Chuyện vậy mà sao tao nghĩ không ra chứ. Để tao lấy điện thoại tao gọi cho ổng. Má để con gọi. Để con. Mấy cái chuyện này là để con. Cậu Tư. Đây à, Đây. Alo. Anh thân thương. Em nè. Nhớ anh gọi điện cho anh chứ làm sao. Dạ. Anh khỏe không anh. Mọi người đều khỏe hết. Cô Dưỡng với bé hai khỏe không. Bé hai khỏe. Em nhớ anh. Tối hôm qua em nằm mơ thấy anh. Sáng nay em điện thoại cho anh đó anh. Vậy hả. Dạ. Phải về thăm em nha anh. Để từ từ. Dạ. Dạ hôm nay là trước á là gọi điện hỏi thăm anh. Nhớ quá gọi. Sau nữa là em báo cho anh hay một tin vui á. Là con bé hai nó xin được việc làm rồi anh. Chỗ này nó làm được lắm luôn đó anh. Dạ mừng cho cháu đó anh. Dạ nhưng mà điều gì nè anh à. Từ nhà của mình đó anh. Mà tới chỗ làm của bé hai á. Nó xa lắm anh. Nó xa tới hai cây số. Dạ số.
20 cây số lận anh. Ê, trời. Đó, rồi cái xe gắn máy của nó cà rịch cà tàn. Ta nói á, nếu á mà đi xe xịn đó anh, chừng nửa tiếng là tới chỗ làm thôi. Mà cái xe của nó cà rịch cà tàn, ta nói 3 tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm. Sáng 4 giờ phải dậy đi làm đó anh. Dạ. 7 giờ tới chỗ, rồi xong chiều 5 giờ hả, tan sở về á, về tới nhà 8-9 giờ tối, tội nghiệp cháu lắm anh. Dạ. À, mà tụi em á, thì anh cũng biết đâu có dư giả gì, cho nên á, em mới gọi điện thoại qua cho anh. Coi anh có giúp đỡ cháu á, thì em cảm ơn anh nhiều. À, tiền chiếc xe anh nhiêu? Dạ bao nhiêu tiền hả anh? Bao nhiêu? Dạ 30 triệu. Dạ không, dạ 3.000 đô. Dạ 3.000 đô. 3.000 lận hả? Dạ thực ra anh giúp cháu 3.000 hay là giúp thêm cũng được, không sao hết anh. Tại anh nghe không rõ cho nên anh hỏi lại thôi. À dạ anh nghe không rõ hả? Chừng nào gửi về anh báo cho em biết nha. Dạ dạ thôi cũng được anh. Dạ cảm ơn anh nhiều. Bye bye. Dạ chào anh yêu. Dạ dạ. Trời ơi, xin 3.000 đô cho liền nha. Con mà biết cậu Tư á, đồng ý liền vậy á, là con xin 5.000 luôn rồi. Tao mà biết là tao xin 6.000 rồi. Thôi lần sau á, lần sau tao gọi tao nói là mua xe cho tao. Trời ơi má ơi má, má giỏi quá à. Xin tiền chịu. Gọi điện thoại để xin tiền nữa chứ gì. Cho. Gì vậy? Bà với con gái bà hở ra một chút là gọi điện thoại qua bển xin tiền của anh Tư hoài là sao vậy? Ảnh già rồi, ảnh sống bằng tiền hú. Trời ơi, bà làm vậy bà xin hoài, tội nghiệp ảnh lắm chứ bà. Trời ơi, ông ơi, ảnh là Việt Kiều Mỹ mà. Con của ảnh ở bển luôn, rồi đứa nào cũng đi làm cũng có tiền hết á. Ảnh dư giả tiền hú, ảnh gửi cho mình. Còn hả, con cái của ổng lo cho ổng rồi, thành ra ổng mới có dư. Tháng nào bà cũng xin tiền, ổng lấy đâu mà dư? Dư cái gì nổi mà dư? Ổng chừng bây giờ hiện tại ổng còn thâm hụt kìa. Ha, ổng chừng bây giờ ổng còn xin tiền con ổng nữa là khác kìa. Thì con ổng bắt buộc phải cho thôi, phải trả hiếu cho cha. Đó, thì biết đâu được á, là ổng xin tiền con ổng á, thì ổng gửi cho mình. Có gì đâu mà ổng làm thế ghê quá à. Bây giờ ổng kẹt tiền, ổng xin tiền đó, thì nó bắt buộc nó phải đưa cho ổng thôi. Bà nói gì mà bà nghe được à? Trời ơi, anh ruột của tôi mà ổng làm thế ghê. Tía mày kỳ cục. Thôi kệ tía đi má. Mai mốt á, mà con có xe, con sẽ chở má đi du ngoạn nha má. Không, chở ông đi ra chưa? Dạ, dĩ nhiên rồi, con sẽ chở một mình má thôi. Con thương má quá à. Chứ gửi kiểu này không biết chừng nào mới đủ tiền về thăm quê hương đây ta. Con chào bà, cơm nước gì chưa ba? Mới đi làm về hả? Dạ. Ủa, cô Út mới vừa gọi điện xin tiền ba nữa hả? Sao mà biết? Thì nhìn mặt ba là biết rồi. Thì hỏi thăm nó mà. Mà cô cũng kỳ quá. Tháng nào cũng gọi qua xin hết thứ này đến thứ kia. Chắc là họ nghĩ mình giàu lắm á. Mà họ đâu có biết là nhà mình cực khổ làm từ sáng tới khuya mới có tiền. Chắc tụi nó kẹt lắm, tụi nó mới gọi mình hỏi vậy thôi đó mà. Mỗi tháng là mình phải chi biết bao nhiêu là tiền. Tiền điện nè, tiền nước nè, tiền nhà, tiền xe nè. Cái gì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Tiền chứ phải giấy đâu mà gọi qua xin hoài vậy. Mà cũng tại ba hết á. Ba cứ đáp ứng hết yêu cầu của họ nên họ mới nghĩ là ba giàu lắm. Chứ giờ ba cứ nói là ba già rồi ba không có tiền đi, sau này họ khỏi gọi qua làm phiền nữa. Thôi ba biết rồi, đi vô nghỉ ngơi đi. Nói hoài. Con vô trước à? Ừ. Trời ơi, kiếm tiền ở đâu đây gửi ta? Bóp bàn chân nhiều nhiều á. Bóp bàn chân đi làm phải không? Thấy anh hai á, bình thường anh ít nói, vậy mà lâu lâu á, ổng làm cả nhà phải ngạc nhiên luôn. Em nghĩ cũng lâu rồi hai vợ chồng mình cũng chưa về thăm Việt Nam ha. Bây giờ ai cũng bị cuốn theo công việc, thoát một cái cũng hơn 10 năm rồi, mình đâu có về thăm Việt Nam đâu. Kệ đi, khi nào mà anh có việc làm ổn định, kinh tế mình dồi dào, mình về thăm quê hương chuyến. Chứ lâu rồi không về thăm mắc nhớ quá trời. Thì để coi làm sao đã. Bây giờ muốn về thì cũng phải nghỉ 2 tuần. Mà nghỉ như vậy á, cửa tiệm mất khách, để lại cho con Dung em cũng không yên tâm. Cảm ơn chồng. Suốt ngày cứ làm ba cái chuyện giống như là phụ nữ vậy á, trách sao.
vợ nó không khinh thường sao được. Chúc Tía ngủ ngon. Anh hai sắp được về bên thiên đường của Trần Gian rồi đó. Về bên đó tha hồ mà hưởng thụ rồi hãy về bên đây nha. Tôi chỉ muốn về thăm quê hương và các chú bác ngày xưa thôi. Anh mà về bên đó không hưởng thụ thì uổng phí cuộc đời lắm đó. Muốn cái gì? Ui da, bộ anh muốn về lắm hả? Quê hương của mình mà ai không muốn về hả em? Quê hương là chùm khế ngọt mà. Vậy sẵn anh hai về đó anh về luôn đi. Em, thật sao? Em cho vé anh về thiệt hả? Ừ, thì em mua vé cho anh về. Là sao anh không hiểu? Thì mua vé cho anh về Việt Nam rồi khỏi quay lại đây. Anh cà chớn tới mồ luôn, ai cho anh đi một mình? Em, anh đâu có làm gì đâu. Với lại có anh hai ở đây mà, không nể nang anh chút nào hết. Anh hai, anh ba gì mặc kệ, tôi cứ nói, đi về liền cho tôi. Em, anh hai em đi trước nha. Trời ơi, con em mình nó dữ như vậy, lấy vợ rồi sẽ bị như vậy sao? Còn anh đâu? Anh Tía, Tía kêu con hả? Con đang rửa chén. Đi mua giùm Tía chai rượu đi. Tía, Tía đừng có uống nữa nha. Ở bên dì Năm nói nhà mình thiếu tiền nhiều quá, người ta đâu cho thiếu nữa đâu. Không cho thiếu thì đi ra quán khác, nhà bà Hiền, nhà bà Linh đồ đó. Trời ơi, quán nào ông cũng thiếu hết trơn hết trọi rồi, có ai chịu bán nữa đâu mà ông sai nhỏ đi mua. Thiệt chán còn hơn cái gì. Hai mẹ con bà đút là đồ anh hai, có chai rượu không mà mua được. Chán gì. Bà Tam thôi, nó nói tôi không có nhà nghe chưa? Nói tôi không có nhà nghe chưa? Dạ. Đi đâu hết rồi? Hả? Dạ. Ba má mày đâu hết rồi? Dạ con chào dì Tám. Tía má con đi hết rồi. Tía má mày về á, nói là đem tiền qua trả cho tao nghe chưa? Thiếu gì mà tới ngày hôm nay cũng không chịu trả à? Nói trong ngày nay phải trả cho tao. Không trả hả? Tao qua tao chở nhà đó. Bà chủ, nhà còn gì đâu nữa mà vợ. Con nhỏ con gái kìa, con vợ con vợ cho. Tao lâu quá đi. Nhớ đó. Dạ. Đi vậy. Trời chán dễ sợ. Bởi vậy tôi chán, tôi không muốn ở cái nhà này. Ngày nào cũng có người tới tìm đòi nợ. Bởi vậy nhậu cũng không có được. Tía, Tía đừng có nhậu nữa nha Tía. Tao đâu có muốn nhậu đâu. Đó mày thấy không, tình cảnh như vậy làm sao tao nhậu được. Nhậu ở nhà cũng không có yên. Đi chỗ khác nhậu. Alo, anh ba hả? Bãi đây. Sao phải không? Gia đình mạnh giỏi hết không? Ở bển khuya chưa? Chà, thức khuya dữ ha, làm ăn khấm khá tính sổ đồ dữ ha. Vào quẩn không, nói chuyện chút được không? Rồi, anh ba ơi, sắp tới thằng hai nó tính về thăm quê hương. Có gì anh đón nó rồi cái anh đưa nó tới chỗ này chỗ kia, cho nó thăm cảnh đẹp của quê hương mình nghe anh. Vậy đó. Rồi, tôi sẽ nói báo với anh ngày giờ cụ thể đặng anh đón nó nghe. Chà, vậy bác cháu vui ha.
Ủa anh có khách hả? Ờ à, rồi rồi, thôi anh tiếp khách đi, đặng có gì tôi điện thoại cho anh sau nghe. Ờ, à, vậy vui ha. Rồi, nhậu được mà, không sao. Tí nói chuyện với ai mà vui vậy? Ờ à, nói chuyện với bác ba con ở bển á. À ờ à, rồi à, tí biết con sắp tới về thăm quê, thành ra trong bụng tí vui. Nè con, mấy mốt con về bển, con ở nhà bác ba đi tới đi lui cho nó tiện ha. Có bác có cháu vui vẻ. À, như vậy có làm phiền bác ba không tía? Phiền gì đâu phiền. Bác ba với tía giống như anh em trong nhà vậy đó. Con coi báo ngày giờ cụ thể cho bác ba ra đón con ha. Ờ, thôi tí nói bác ba khỏi đi. Để con tự tìm đường về được rồi. Được không? Con có nhớ không? Lần trước con về tuy là lúc mười mấy tuổi thôi, nhưng mà con cũng còn nhớ chút chút đường vô nhà của bác ba. Mà nếu mà không nhớ thì con gọi bác ba ra rước, như vậy nó vui hơn tí ơi. Ờ, thôi vậy cũng được. Đã lâu lắm rồi nhà mình không có ai về thăm quê hết. Nếu vậy lần này tía về thăm quê đi, rồi lần sau con về cũng được mà. Thôi con, tía thì cũng muốn về thiệt, nhưng mà để lúc khác đi. Lần này thì con về tốt hơn. Tía nghĩ rằng gia đình của mình sống bất cứ ở nơi nào cũng vậy. Tía muốn các con luôn luôn phải nhớ về cội nguồn. Thấy người ta về Việt Nam hà rầm mà. Ừ. Cũng ham, nôn lắm đó chứ. Ừ. Anh có dự định chừng nào về thăm quê hương không? Ừ. Vừa mới qua tới đây là tôi đã có dự định về thăm quê hương rồi. Vậy à? Ừ. Bởi vậy mới để dành tiền. Ừ. Để dành tiền nữa. Ừ. Vậy à, đủ chưa? Chừng nào tính đi? Để dành bao nhiêu năm nay rồi mà có đủ đâu. Sao kỳ vậy? Thì thâm thục chứ sao. Làm gì thâm thục, anh là tiết kiệm lắm á. Ừ. Cà phê thì uống cà phê nhà, không có đi ra quán ra tiệm gì hết trơn trọi á. Ừ. Vậy sao thâm thục được nè. Ừ. Chắc là bên Việt Nam có con có cháu gì phải anh cung cấp mỗi tháng phải không? Thì cũng có, nhưng mà chút chút thôi. Chút chút thì phải dơi chứ anh. Rồi thôi tôi biết rồi, có em út nào ở đây cần phải cấp dưỡng phải không? Nó bậy em đậu. Tuổi của tôi bây giờ mà bày đặt có em út nào nữa, đoàn tụ ông bà sớm mà. Vậy thì sao kỳ vậy ông? Tôi không hiểu gì hết trơn hết trọi à. Kỳ gì? Kỳ vậy tôi về. Trời, đang nói chuyện ngon trớn đòi về là sao vậy? Ngon trớn gì, nói cũng nhiều quá rồi. Hai thằng đàn ông mà ngồi tâm sự với nhau hoài, làm như tình nhân. Ta tưởng mình về. Thôi tôi về ha. Ừ. Cha này, đang nói chuyện về Việt Nam ngon trớn cái là cục hứng hết trơn hết trọi à. Sao không ngủ đi ông? Bà ngủ trước đi. Nè ông, có phải ông nhớ quê nhà không ông? Nhìn cái bức tranh chợ nổi ở miền Tây, tôi nhớ quê quá bà ơi. Hình như là lần về thăm quê cuối cùng tới nay được khoảng 10 năm 2 tháng phải không bà? Đúng rồi ông à. Tôi cũng ước được giống ông. Nếu được về quê lần nữa thì hay biết mấy ông ha. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Vô, 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 vô nghe, vô nghe. Hay quá. Vô, vô, vô. Cái này á, anh phải hát vậy nè, hát vậy mới đúng nè. Sung răng sau ăn kẹo dừa. Hết rượu rồi, hết rượu rồi. Anh mới mồi, anh mới mồi. Anh mới mồi đi ha. Rồi, rồi, lấy sức, để tôi về đông lấy rượu đi. Nay vui quá, bữa nay đi qua bển nói gì nói cũng phải giữ sức khỏe nghe. Rồi cảm ơn anh. Phải có sức khỏe rồi cái anh coi cái anh khỏe rồi anh về để anh thăm tụi tôi nha. Dĩ nhiên rồi, chứ để nửa lớn tuổi rồi anh mới về, rồi về rồi mất đứa này rồi còn đứa kia buồn lắm anh à ơi. Anh đừng nói vậy, không có đâu, nói giờ đầy đủ hết mà. Đúng á. Ừ, chỉ sợ là tóc rụng thêm thôi. Thôi ông ngủ sớm đi ông, khuya rồi đó.
ba. Nếu mà thằng hai nhà mình nó có được một cô vợ mà ở dưới quê thì hay biết mấy ha. Thì tôi cũng nghĩ như ông vậy đó. Nhưng mà còn do số phận ông à. Có muốn cũng không có được đâu ông à. Ừ, bà nói cũng đúng. Thôi mình ngủ đi. Ông nè, tôi định sẽ đi làm thêm đó. Cái gì? Bà làm được cái gì? Không có biết được một chữ tiếng Mỹ đang nói sao đi làm. Tôi thấy có một cái nhà hàng gần chợ ABC, người ta cần người rửa chén. Tôi hỏi rồi, người ta nói là không có cần người nói tiếng Mỹ, mà người chủ nhà hàng này cũng là người Việt Nam. Cô ta rất là dễ thương ông à. Ừ, thôi bà làm ơn mà bỏ cái ý định đó giùm tôi đi. Gia đình của mình á, tuy rằng thiếu thốn một chút ở nhà thuê, cũng đâu đến nỗi gì đâu. Con cái tụi nó lớn hết rồi, có thu nhập riêng. Mai mốt là vợ chồng ba với con Hà cũng ra riêng à, thấy không? Bà thấy đó, rồi tới lúc đó chỉ còn tôi với bà với con Viên thôi. Cần gì phải làm thêm, ở nhà giùm tôi cái đi. Ở nhà hoài tôi chán lắm ông à. Tôi muốn làm thêm cho đỡ buồn, với lại kiếm thêm chút đỉnh. Chứ để hở chút cứ hỏi tụi nhỏ hoài sao được ông. Nếu mà làm cực quá thì tôi sẽ không làm. Còn không cực khổ gì thì mình cũng nên vận động cho khỏe người. Mà nghe nói vô đó gặp mấy bà người Việt nói chuyện cũng vui lắm ông à. Bà nói gì cũng đúng. Nhưng mà coi bà đi làm được không. Tôi là tôi lo cho bà thôi. Chỉ sợ là bà không đủ sức khỏe. Được mà, ông đừng có lo. Nếu cực quá thì tôi sẽ không có đi làm nữa. Ừ, bà nhớ là bà nói đó nghe. Ừ, nếu cực quá tôi sẽ nghỉ liền. Tôi nói cho bà biết, nhắc lại một lần nữa cho bà biết, cả ngày đứng rửa chén, lặt rau, làm đủ thứ chuyện đó nghe. Liệu làm nổi không? Tôi làm được. Thì nếu chừng nào mà cực quá đó, thì tôi sẽ nghỉ. Rồi, vậy cũng được. Thôi bà ngủ đi. Ừ, ngủ nha. À bà nè. Sao ông? Giờ này ở bên Việt Nam là buổi sáng á. Đúng chắc rồi đó. Anh ba còi nè, anh bá nè, rồi anh sáu nè, giờ đi làm hết rồi. Ừ, đúng rồi, bên đó chắc giờ đi làm rồi đó ông. Ông lại nhắc chuyện Việt Nam nữa. Thôi đi ngủ đi ông. Nhớ hoài. Rồi, mình ngủ thôi. Ngủ đi. Dạ. Mèn đét ơi, tôi thấy con gái nhà anh chị á, nó vừa đẹp mà nó còn vừa hiền lành nữa. Nó đó là phải lấy thằng chồng phải giàu sang mới xứng đáng với nó. Bà thấy chưa? Anh với chị á, đừng có gả cho mấy thằng nó nghèo khổ. Dạ. Đó anh thấy không? Ở dưới quê mình nè, cứ tối ngày nóc đế vô rồi quýnh đập vợ con, khổ lắm. Lấy chồng nước ngoài á, nó cho tiền đô mà xài sướng luôn. Bà thấy chưa bà? Nè, cơ hội đến có một lần thôi đó. Anh chị cứ suy nghĩ đi nha. Tôi đi về, tôi còn lo rất nhiều đám nói. Nghe chị nói tôi nôn quá nôn luôn rồi. Dạ, cảm ơn chị Mai nhiều lắm. Tôi cũng mong là anh chị báo cho tôi một tin sớm nhất, để tôi còn lo liệu nữa. Dạ, dạ. Rồi có gì tôi báo chị liền ha. Ờ. Chị Mai về. Rồi cảm ơn chị Mai nhiều lắm. Bà thấy chưa, chuyến này mình giàu rồi đó bà. Bà thấy chưa, đó, mấy cái nhà khác. Tía, má, bà Mai qua đây có chuyện gì vậy? À, tía tính cho bay lấy chồng nước ngoài, để sau này bị sướng tấm thân đó mà. Tía, tía nói vậy là sao hả tía? Thì vừa rồi á, bà Mai là người chuyên làm may mối cho người nước ngoài. Thì bà thấy con nên bà muốn làm may cho con, lấy chồng người nước ngoài đó mà. Con đừng có sợ, con đừng có lo. Con gái số bình nè, lấy chồng ở bển nhóc luôn. Qua bển con đừng có sợ buồn nha. Tía à, má, con chịu đâu. Sao không chịu? Con đừng có sợ. Tía là chỉ muốn là tốt cho con thôi, cho con sướng cái tâm thân của con. Tía, bộ tía tính bán con cho người ta hả tía? Mày nói gì kỳ cục vậy mày?
Tao bán mày hồi nào? Ông à, tao dựng vợ gả chồng cho mày đàng hoàng, mày nói tao bán mày. Ông bình tĩnh đi ông, bình tĩnh đi mà. Còn lấy, còn mới lấy đâu mà tía. Tại sao mày không lấy? Mày không lấy mày tính lấy thằng nào? Tính lấy cái thằng mặt ma đó hả? Mày lớn rồi mà sao mày không biết suy nghĩ hả mày? Hả? Tìm chỗ nào ngon lành á, sướng tấp thân thì lấy. Mày lấy nào đó mày cầm đất mày ăn hả? Tao báo cho mày biết, đất này không còn gì để ăn được đâu nha. Gặp ăn hết rồi nha. Con xin tía mà tía, con nhất định là không lấy đâu mà. Ông à, còn ba nữa. Đi vô nói chuyện với nó đi. Lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ. Lấy thằng nào ngon lành thì lấy. Lấy thằng này lương ba cộng ba đồng lấy làm cái gì? Có lo cho tấm thân mày được không? Tao nói cho mày biết nha, lấy chồng lo được cho tấm thân thì lấy, còn không hả? Ở vậy đi. Excuse me. Chào cô. Cô là người Việt hả? Ừ, cô là người Việt. Dạ, xin mời cô vào bên trong. Ờ, cho cô hỏi chút xíu. Tại cô thấy ở đây cần người giúp việc phải không con? À, dạ đúng rồi cô. Nhà hàng con đang cần người phụ trong bếp á. Nhà hàng con đang cần người hả? Dạ, mời cô vô trong mình nói chuyện nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Con ơi, cho cô hỏi nè. Ở đây đó cần người làm, nhưng mà có cần phải nói tiếng Mỹ không con? Dạ, nhà hàng con á, nhân viên thì toàn là người gốc Việt không hả? À? Mà nếu con làm việc ở trong bếp á, thì không cần phải nói tiếng Mỹ đâu cô. Ơi, vậy thì tốt quá. Nếu được á, thì ngày mai cô đến đây nhận việc luôn nha. Ngày mai hả? Dạ, ngày mai cô cứ tới, cô tìm hiểu công việc trước. Nếu mà cô cảm thấy làm được á, thì cô làm việc cho con luôn nha. Vậy thôi, ngày mai cô sẽ quay lại nha con nha. Rồi, chào cô. Cô chào con nha, cô dạ. Về ha. Dạ. Cảm ơn con. Làm cái gì mà làm dữ vậy? Công ty có những người như ông, hỏi sao không phát triển được. Sao? Vậy chưa? Hay là mình đi tìm chỗ nào ngồi chơi cho thoải mái chút đi. À, ông sợ về nhà gia đình lập lại điệp khúc, tìm vợ phải không? Biết rồi còn hỏi nữa. Thôi, đuổi cà phê đi. Ok. Ê. Đi. Nhờ bà Mai mà con Luận nó đổi đời đó. Gia đình nó là sướng rồi. Ừ, hôm bữa bà Mai phải làm mai cho con Mẹt nhà bà Bảy, bà Tám gì á. Thằng chồng cũng giàu lắm á. Ừ, bà đợi chút nữa bà bỏ tôi coi sao. Mấy bà đó sướng chồng giàu cho nó, tôi đỡ tấm thân. Mấy bà mấy bà đi chợ đó hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, ta nói mới sáng chừng á hả? Cái tự nhiên ông trời ông chuyển cái mình trở tay không kịp luôn vậy á. Mưa tới luôn liền đó. Ờ, hồi nãy nghe mấy bà nói cái gì đó, có phải là bà đó là bà Mai con của người bà Mót đúng không? Đúng rồi. Đúng đó. Hả? Nghe nói bà có con gái đúng không? Vậy bà đi tìm bà đi. Thôi đi, mình đi đi. Đi nha. Bà Mai. Lâu không? Mình xuống đây nè. Để lâu không? Không, đâu có lâu đâu. Ê, anh có này cho Hạnh nè. Hả? Trời. Thích không? Đẹp quá à. Em thích lắm. Để anh cài cho em nha. Ừ.
Rồi đó. Đẹp không dạ? Đúng là người đẹp gì lụa. Thiệt không dạ? Thiệt. Anh chọc em hoài à. Thiệt á. Mà anh không muốn em đẹp đâu. Tại vì lúc em đẹp á thì nhiều người theo em nè. Rồi lúc đó em không thèm nhớ tới anh nữa. Thôi đi. Anh nói tầm bậy không à. Ta sai, trời đất không sai. Ta sai, đất trời ngang ngửa. Ta buồn, ta ngắm sự đời. Vậy đời nó bạc như dầu. Dồi. Ta muốn say. Đi chưa, đi chưa? Rồi, anh lên đây đi. Tí không có thấy, tí không có thấy. Làm hết hồn rồi. Leo lên sao, cao quá. Thiệt á, sao anh nhảy xuống liền vậy? Tí đâu có thấy đâu mà phản mạnh quá vậy? Sợ tí thấy. Ngồi đây thích quá à. Xuống nước. Lạnh gần chết. Vậy thôi đi. Lạnh quá, hai đứa mình đi về đi nha. Thôi, nó lâu mới gặp em mà. Dễ gì, ở đây đi. Không sao đâu, không sao đâu. Không lạnh thiệt không á? Không, không lạnh. Không lạnh. Không có lạnh mà sao run dữ vậy? Tại vì nó anh hồi hấp chứ. Chứ không có lạnh. Ôm cái cho ấm coi. Ông dám đâu. Lạnh quá. Ôm đi. Cỡ như cân á, đẹp như vậy phải lấy chồng đại gia bên ngoại quốc giàu có mới xứng tầm với cưng. Dạ, bởi vậy tôi nghe nói là bà mai mối mát tài lắm, cho nên má con tôi tâm sự nhờ bà hết á. Chị tìm đến tôi là đúng địa chỉ rồi đó. Đó, tôi thấy người ta khổ á, tôi thương lắm, tôi chịu không có nổi. Tôi chỉ muốn mấy đứa nhỏ ở Việt Nam của mình á là phải lấy chồng ngoại quốc giàu có, để sau này nó sướng cái tấm thân của nó, chị cũng được hưởng lay nữa. Đúng rồi. Cô ơi cô, mấy người đó chọn vợ có khó không cô? Có hay không á là do bản thân của mình. Dạ. Cưng á mà chịu nghe lời của tôi, mà làm theo những gì tôi biểu là cuộc đời sau này của cưng á sướng hơn bà Hoàng. Tiền á thì xài phủ phê, vàng á thì đeo đầy người, còn má của cưng á đeo đỏ người luôn. Quê hương mình đúng là thanh bình và yên ả thiệt. Ủa, bây giờ đường nào tới nhà bác Ba đây? À, cô ơi, cô Dĩ ơi, cho tôi hỏi thăm được không? Dạ. Cô cho tôi hỏi thăm, cô có biết nhà của bác Ba mà dân ở đây người ta hay gọi là bác Ba Còi á? Bác Ba Còi ha. Em biết rồi. Anh đi thẳng ha, cái anh quẹo trái ha, rồi cái anh thấy cái ngã ba anh quẹo phải. Dạ. Dạ. Đó, kế bên có cái hàng cao 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 đó, anh tới đó là thấy liền à. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, không có gì.
bà. Hả? Sắp tới có thằng John 2 con anh 7 nó ở bên Mỹ nó về nó chơi đó. Bà với con bé 2 nhớ tiếp đãi khách cho nó tử tế nó nghe chưa? Hơi sức đâu mà ông dặn chuyện thừa vậy. Ông yên tâm đi. Nếu mà cái thằng trong trên đó đó. Cái gì? Đó, đó. Người ta tên là John 2 chứ không phải là trong trên. John 2. Nó mà tử tế với mình thì mình tử tế lại chứ có gì đâu mà dặn dò. Ủa mà chừng nào nó mới về? Nghe nói đâu à, vài hôm nữa đó. Trời đất ơi, vậy sao không chịu nói? Tới bây giờ mới nói làm sao mà chuẩn bị kịp mà đón nó. Mấy bữa nay bà với con bé 2 đi tối ngày sáng đêm, về tới nhà đó là mặt nặng mày nhẹ, cho nên tôi tức quá tôi quên. Rồi biết rồi. Rồi nhắc tới con bé 2, sao sáng giờ tôi không thấy nó. Nó đâu rồi bà? Ngủ chưa vậy? Cái gì? Mặt trời ló đỉnh ngọn sao giờ này nó còn ngủ à? Trời ơi thì vậy nè. Hôm qua nó xin phép tôi là đi ăn sinh nhật của bạn nó. Rồi nó về khuya quá à, cho nên cho nó ngủ thêm chút xíu vậy đó mà. Bà chiều nó quá riết rồi nó hư đó bà. Hư cái gì không biết nữa. Vậy rồi kìa. Tía. Ủa mới sáng sớm mà tía sao vậy má? Vậy trễ quá ổng bực mình chứ làm sao. Má về. Có đồ ăn chưa má? Có rồi. Dạ. Ý trời ơi cái con quỷ. Đồ cúng ông bà chưa ăn mà mày ăn hả mày? Bậy bạ con bà đồ ăn để dưới bếp á. Mà nè, nghe má nói nè, sắp tới á nhà mình á đón tiếp Việt Kiều Mỹ á. Vậy má? Ừ. Ủa mà người đó là con ai má? Con của bác Bảy, bạn chí cốt của tía mày đó. Nè. Dạ. Ráng nghe chưa? Vậy Kiều Mỹ đó, làm sao mà chinh phục nó, đặng nó hốt mày về bển, cho cuộc đời mày nó sung sướng. Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó, má khỏi lo. Mà, má cho tiền con mua thêm vài bộ đồ mới nữa nha. Gì mà xin tiền hoài vậy? Thì chinh phục mà, con phải đẹp thì mới chinh phục được chứ. Bác Ba ơi. Ai kiếm tía mày vậy? Ra coi. Dạ cho hỏi đây có phải là nhà của bác Ba Còi không ạ? Ai vậy con? Má tìm tía kìa. Ừ. Phải, đúng là nhà ông Ba Còi. Cậu kiếm ổng có chuyện gì không? Dạ. Ông Ba à. Ừ. Có ai kiếm kìa. Ừ. Bác Ba. Bác Ba. Con là John 2 nè. John 2? Dạ. Trời đất quỷ tận đi mẹ ơi, bay lớn quá, nhìn đâu có ra, tắt nhìn đâu có ra. Dạ. Trời ơi, sao bay nói vậy, bữa nay bay mới về mà. Sao không nói cho bác biết bác lên tỉnh đón? Dạ, không có sao đâu bác. Tại vì hồi lúc mười mấy tuổi con có về đây một lần rồi, cho nên con cũng nhớ đường sơ sơ. Đoạn nào con không nhớ thì con hỏi thăm mọi người. Dạ. Để bác giới thiệu nha. Dạ. Đây là John 2, con có anh 7 ở bên Mỹ á. Còn đây là bác Ba cái. Dạ, còn đây là bác con bé 2 đó con. Bé 2 đây hả? Ừ. Trời, bây giờ thành thiếu nữ xinh đẹp quá ta. Con đi đường xa chắc mệt lắm rồi phải không? Dạ. Vô đây, ngồi nghỉ chút xíu đi con. Dạ. Con vô nha bác. Anh vô nha. Thua rồi. Trời ơi, gì kiểu gì mà không có miếng dầu thơm gì hết trơn á má ơi. Mày, tội nghiệp thiệt mày. Tao nói cái quần nó mò, nó rách hết và còn không thay nữa kìa. Trời ơi, má thấy ban dài mà không mang giới là má hiểu rồi đó. Thua chắc luôn, thôi vô. Hai Duyên. Khỏe không? Hai. Ông này không gặp. Ông có khỏe không? Bà đang sao? Tôi cũng bình thường thôi, còn ông sao? Cũng vậy thôi. Trời ơi, hôm nay không đi với tôi gì hết trơn. Kiếm bà quá trời luôn. Trời ơi, tự nhiên tôi đi với ông cái người ta tưởng tôi là bộ ông hả? Trời kệ người ta đi, ai cũng biết à. Thôi, mình đi mua nước uống đi. Ừ, cũng được. Đi.
I'm sorry. It's okay. Chào con. Dạ. Hôm nay cô tới nè. Dạ, chào cô Bảy. À, anh Nghĩa ơi, cho em nhờ một chút. Dạ. Chào con. Chào cô. À, cô Bảy, đây là anh Nghĩa. Ảnh là manager của nhà hàng. Có gì không hiểu cô cứ hỏi ạ. À, vậy hả? Chào cô. Có gì hướng dẫn cho cô nha. À, đây là cô Bảy. À, cô Bảy sẽ phụ những chuyện rửa chén rửa bát trong bếp, với lại phụ những việc lặt vặt với chị Liên. Có gì thì anh chỉ thêm cho cô Bảy nha. Dạ. À, bây giờ thì em phải đi ra ngoài một chút. Gặp lại con sau ha. Dạ. Dì Bảy nè. Có gì á, dì Bảy cứ hỏi con. Ảnh á, bận dữ lắm. À cô, thật sự công việc ở đây không có gì khó hết. Cô cứ giúp tụi con trong bếp. Rồi có gì muốn hỏi cô cứ hỏi Liên hoặc con, rồi tụi con sẽ giúp cô. Đi vô đây dì Bảy. Ừ. Chào chị. Chào chú. Chú cần gì chú? À, chị cho tôi gửi tiền về Việt Nam cho con cháu tôi á. Dạ đây chú. Chú viết vô đây. À để chị. Chỗ này người gửi nè. Này của tôi hả? Dạ. Để mua xe. Rồi. Dạ rồi. Chú gửi nhiêu chú? À chị cho tôi gửi 3.000 đi chị. Rồi. 3.000. À tôi đếm rồi, chị đếm lại giùm. Rồi, cảm ơn chú. Dì Bảy quen việc ở đây chưa dì Bảy? Quen rồi con. Mấy việc này cũng là đơn giản thôi con à. Dạ. À mà con làm ở đây lâu chưa? À, dạ con làm ở đây được 3 năm rồi dì Bảy. Ừ. À, chị Thúy chủ quán mình á, chị cũng là người Việt Nam mà chị tốt lắm, cho nên mình làm việc ở đây vui lắm á dì Bảy. Ừ. Rồi con qua đây một mình hay là đi với gia đình? Dạ con qua đây được 10 năm rồi, con đi với ông xã. Vậy hả? Con có con cái gì chưa? Dạ chưa. À, vợ chồng con tính á, khi nào mà kinh tế ổn định á thì mới dám có con. Con cũng nên ráng kiếm một đứa đi con à, chứ kiên cử hoài á không có tốt đâu. Dạ thật ra thì vợ chồng con cũng muốn có đứa con để vui nhà vui cửa đó dì Bảy. Nhưng mà dì Bảy biết không, ngoài chi phí của gia đình con ở bên đây á, con còn phải gửi tiền về Việt Nam cho má của con trị bệnh nữa. Ừ. Tháng nào cũng đi lọc thận hết dì Bảy ơi. Mấy anh chị em của con ở bển á, ai cũng khó khăn hết, cho nên chia nhau lo cho má. Còn con á, con phải lo về mặt kinh tế. Bởi vậy phải ráng làm kiếm tiền gửi về cho má. Con chỉ mong sao má con hết bệnh, sống lâu sống dài với con cháu là con mừng rồi. Nghe buồn quá con á, nhưng mà con biết sao không, con có hiếu như vậy, ông trời sẽ thương, ông sẽ cho má con sống lâu hơn nữa con à. Dạ cảm ơn dì Bảy. Cô Bảy biết không, con khuyên Liên hoài à, mà Liên cứ buồn hoài à. Ở đâu nữa con ơi? Dạ. Nè uống nước đi con. Dạ con mời bác. Ừ cảm ơn con. Uống đi con. Dạ. Sao con? Gia đình bên bển khỏe hết hả? Dạ cũng khỏe bác. Ừ. Rồi mận ăn được không con? Dạ gia đình con mận ăn cũng được. Vậy hả? À quên nữa, à, chuyến này về con có đem quà cho tất cả mọi người trong xóm mình. Ủa vậy à? Dạ có nhà mình nữa. Có quà kìa má. À, dạ đây à, đây là chút quà con xin biếu cho hai bác. Dạ con gửi bác. À, bé hai. Bé hai cũng có. Anh gửi bé hai. Cảm ơn nha. À, con xin phép nghe điện thoại. Dạ con nghe là tía. Con về tới nhà bác ba rồi. Con định gọi cho tía thì tía gọi cho con nè. Dạ mọi chuyện vẫn ổn hết. Con đang nói chuyện với bác ba. Bèo quá ông. Nghĩ như sao mà dầu thơm có một chai, rồi dầu xanh này nè rẻ quá mà, sao có hai chai vậy? Trời ơi bà không nghe nó nói sao? Nó còn nói là nó cho lối xóm, nó biếu lối xóm mỗi người một vài chai đó bà. Có bao nhiêu tiền đâu ra tiệm tạp quá, mua có chứ gì. Trời ơi, con dù sao cũng được chai nước hoa, đỡ hơn má. Thôi đi bà, cái này cũng rẻ tiền nè, không có tên tuổi gì hết á. Bà thôi đi, con cháu nó nghĩ tới mình, nó mua quà vậy nó biếu mình là quý lắm rồi. Đem bà bỏ giùm tao đi. Đó, quý lắm phải không?
Ông giữ ông xài luôn đi ha, còn tôi không có xài đâu. Bà nói gì bà nghe được hả? Rồi đuổi thằng hai nó nghe được nó buồn là tội nghiệp nó. Tội nghiệp gì? Bà không xài bà để ra cho tôi. Thiệt tình, chưa thấy ai ăn nói gì bà. Tôi ăn nói sao? Nè con à. Dạ. Một lát này con coi rảnh á thì coi dẫn thằng hai nó đi thăm mấy người trong xóm mình để nó biết mặt mọi người nghe con ha. Tía, hôm nay con ăn sinh nhật. Hôm qua sinh nhật rồi hôm nay sinh nhật nữa tía. Con bận rồi, tía nói má đi. Không ấy thì bà coi. Vô chợ búa nữa chứ quên. Cái gì kỳ vậy trời? Mấy cây chuối này tự mọc hả bác ba? À cái đó ta trồng chứ dễ gì nó tự mọc con. Vậy hả bác? Ở đây trời nắng nhưng mà nó có gió nó mát thì hả? Đúng rồi, ở dưới này có gió nó mát, không có gió nó nóng. Con thấy sao? Ở đây nó có yên tĩnh không? Dạ, về đây không gian nó yên tĩnh, không khí nó trong sạch, thoáng mát, nó khỏe người hả bác ba? À thì đó, quê mình nó vậy đó bay. Dạ. Con nhớ rồi, chỗ này là cái chỗ ngày xưa con với thằng ba hay chơi bắn bi nè, với lại thằng Tý nữa. Không biết bây giờ tụi thằng Tý sao rồi bác ba? Thì khi lớn lên là mỗi đứa đi xa làm ăn hết trội rồi, mấy năm rồi không thấy đứa nào về hết trơn á. Nghe nói đâu thằng Bụi nó lên Sài Gòn nó sống, còn thằng Tý lấy vợ miệt dưới rồi sống ở dưới luôn rồi. Ủa, cô gái chỉ đường nè. Con chào bác ba. Chào con. Chào anh. Ủa hai đứa biết nhau à? Dạ, ngày đầu tiên con về đây con đâu có biết đường vô nhà bác ba đâu, cũng may gặp cô gái này cô chỉ cho con. À dạ. Ủa phải tính đi đâu vậy? Dạ con chạy qua nhà bà Chính á. Thưa bác ba con đi nha. Chào anh. Làm gì nhìn không chớp mắt vậy mày? Ngồi đi. Dạ.